Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Mình mới vừa đi về. Về tới nhà là đúng 3 giờ sáng. Vào đọc sơ cái câu chuyện của Thủy, bình luận của các bạn viết. Các bạn làm cho mình cảm thấy cảm động quá. Cho nên uống một ly trà thật là đậm và ngồi nghe lại cái cuộc mà mình trò chuyện với Thủy đó, mình có thâu băng lại đó. Được 5 tập nữa rồi các bạn. Thì vừa nghe xong là phải ngồi để chia sẻ câu chuyện cho các bạn liền. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe câu chuyện. Thủy nói đó, khi mà ông Món, ông vào, Thủy mới nằm ở đó, Thủy xích qua để cho ông ngồi xuống giường. Ông lịch sự lắm, ông không có ngồi xuống, ông chỉ đứng thôi. Ông nhìn Thủy, ông cười. Mà Thủy nói đó, cái miệng Món cười thấy ghét, làm cho Thủy cũng phải bật cười. Ông không hề đụng tới Thủy. Rồi ông hỏi Thủy là có ăn uống gì chưa? Thì Thủy nói là bác sĩ chưa có cho ăn, vì có cái vết thương ngay cái đuôi mắt và ngay cái khóe miệng đó, khâu lại 2 mũi nhỏ, còn ở trên đuôi mắt khâu lại 3 mũi. Thì ông chỉ gật đầu thôi. Rồi ông nói với Thủy là ông đi ra ngoài này một chút. Thủy gật đầu. Thủy nói ông đi chừng lát thôi à. Ông đi tới với một người bác sĩ và một người y tá. Thủy nói đó, chỉ một câu nói của ổng thôi. Thủy đang nằm đó mà nước mắt Thủy chảy không ngừng. Câu nói đó là gì? Không biết ổng là cái gì, ổng quen biết như thế nào. Ổng nói với lại cái vị bác sĩ đó đó. Đây là người nhà của tôi. Tôi nhờ ông chăm sóc hộ. Ông bác sĩ đó vui vẻ lắm, gật đầu lia lịa và nói rằng là được rồi, ông yên tâm, có đi đâu thì đi đi, cứ giao cô ấy cho tôi. Rồi luôn cả cô y tá bên cạnh cũng còn nói nữa, được anh giao thì chúng em phải cố gắng, phải lo chăm sóc người nhà của anh chu đáo hơn, anh yên tâm đi đi. Thủy nói nước mắt Thủy chảy không ngừng. Tại sao ông lại tốt với Thủy như vậy? Ông là ai? Mà rồi ông chuẩn bị đi đâu? Thì khi nói chuyện xong, y tá mời mọi người ở trong phòng đi ra. Và y tá với bác sĩ ở đó khám cho Thủy. Tại vì bị ngay cái ngực, cho nên là phải cởi áo ra. Thì bắt đầu khám ở ngực. Thủy cúi xuống, Thủy nhìn đó. Ở chỗ phần ngực này nè. Tại vì thịt mềm mà các bạn, bầm đen hết. Thủy nói là khi ông bác sĩ ông thấy như vậy đó, ông còn phải chặt lưỡi nữa. Giống như là nhẫn tâm quá hay là gì đó mà đánh một người phụ nữ như vậy đó. Thủy nói Thủy nhìn Thủy biết. Cho nên Thủy đưa tay, Thủy che cái vết bầm lại. Thì cô y tá đó, cô gỡ tay Thủy ra. Rồi cô y tá đó cứ vỗ tay Thủy như vậy nè. Thì Thủy nói đó, không biết là do cái sự gửi gắm của ông Móm mà người ta đối xử với Thủy thân mật lắm, quý mến lắm, họ yêu mến Thủy lắm. Cho nên là từ đó Thủy cảm thấy rằng là có một cái sự gì đó kính trọng đó, chứ không phải là dám nghĩ ông Móm như là một người đàn ông bình thường thích Thủy. Không phải. Thủy nói là có một cái sự gì đó để cho Thủy cảm thấy rằng là mang ơn ổng, chứ không có nghĩ tới cái chuyện giống như mấy ông kia. Khi khám xong thì cái cô y tá mới nói là lát nữa rút nước biển ra rồi, cổ sẽ mang đồ ăn tới cho Thủy. Bây giờ còn tới nửa chai, Thủy nhắm mắt ngủ đi,
Thủy gật đầu. Nhưng mà Thủy có hỏi cô y tá. Thủy nói chứ, mẹ ơi, quên mất tiêu ổng tên gì, không biết tên ổng luôn nữa. Chẳng lẽ kêu ông món thì kỳ quá. Thành ra Thủy vừa kêu cái cô y tá đó, định hỏi rằng là ổng đâu rồi. Nhưng mà vừa há miệng ra hỏi, ồ, vậy đó. Rồi khẩn lại liền. Cô y tá hỏi chuyện gì, thì Thủy lắc đầu. Tại có biết tên đâu, có nhớ tên đâu. Bao lâu nay chỉ gọi ông món thôi chứ có biết gì. Rồi thế là lại không hỏi được là ổng đâu. Thì trong phòng của Thủy có tới hai người lận. Cái giường của Thủy ở bên này, cái giường của người ta bên kia. Thủy nói phòng lớn lắm. Rồi vô nước biển nằm đó thì chắc Thủy mệt hay gì đó, ngủ thiếp đi. Tới khi Thủy tỉnh dậy thì chai nước biển hết. Và y tá cũng vừa tới để rút cái chai nước biển ra. Thì Thủy mới hỏi cái cô y tá là người nhà của tôi hồi nãy có tới nữa không vậy? Cô y tá cô gật đầu, cô nói có. Có tới, nhưng mà lúc đó thấy chị còn ngủ. Cho nên là ảnh chỉ nhìn và ảnh đi rồi. Chị may mắn lắm đó. Và ảnh đi rồi. Thế là Thủy buồn, thật là buồn. Thủy nói bây giờ làm sao? Ổng đi đâu? Ổng có vào thăm mình nữa hay không? Mà bây giờ mình có nên hỏi những người y tá đó là anh cứ yên tâm, anh đi đi, cái câu nói đó là như thế nào? Nếu mà mình hỏi ra như vậy thì y tá họ sẽ nghi là mình với ổng không phải người nhà. Cho nên Thủy nói buồn, buồn không tưởng được. Lại nằm đó. Thủy nói đúng 3 tiếng rưỡi luôn đó. Tại lúc đó là Thủy đã nhìn được cái đồng hồ treo tường. 3 tiếng rưỡi thì chị Loan xách đồ ăn vô, cháo, thịt bằm, đủ các thứ. Thì chị Loan để cái đồ ăn, cái cà mên đồ ăn ở trên đó. Chưa có kịp đút cho Thủy ăn thì đã có một xe. Nhưng mà Thủy nói cái bình thường giống như là cái bàn rồi, nó có 4 cái bánh xe trong bệnh viện đó. Thì người ta đẩy đồ ăn tới. Cái cô đó đó không phải là y tá, nhưng mà cái cô đó giống như là cái cô mà chăm sóc cho những cái phòng, những cái bệnh nhân đặc biệt được trả tiền nhiều đó, hay là cái gì đó, người thân người quen gì đó. Thì người ta mới bưng đồ ăn ra, thì Thủy thấy có được 3 món ăn. Cái cô đó để trên một cái mâm, dẫn Thủy ngồi dậy và để cho Thủy ăn. Còn hỏi Thủy là tay chị bị bầm như vậy đó, chị đau á, chị có cầm muỗng đút được không? Nếu không cầm thì chị chờ em đi phát hết cho mọi người ở đây, rồi em tới em đút cho chị ăn. Chị là được người thân gửi, bác sĩ gửi. Thì Thủy bắt vô trong cái câu hỏi đó. Người nhà của chị hồi nãy có dẫn bác sĩ tới đây. Nhưng mà em biết người nhà của chị hả? Thì cái cô em mà bưng đồ ăn cũng lại nói, dạ không, em đâu có biết. Em chỉ biết là bác sĩ y tá đưa cái list cho em và nói rằng là chăm sóc đặc biệt. Cái phòng này của chị mà cái người là chị đó, tên chị đó. Cho nên em biết thôi chứ em đâu có biết ai. Em làm em chỉ nghe lời bác sĩ họ giao em làm chứ em đâu có biết. Rồi, lại không hỏi nữa. Cục hứng rồi, biết gì nữa đâu mà hỏi. Thủy buồn lắm. Thì chị Loan ngồi. Chị Loan mang theo trứng gà mà còn ủ, rất là nóng. Chị Loan lăn cho Thủy. Thủy nói đó, sau cái lần mà bị đánh bầm dập như vậy đó, Thủy mới thấy được là bao lâu nay Thủy đối với ai những gì, Thủy đều được họ đền đáp lại cho Thủy những cái ân tình, những cái sự lo lắng, những sự thương yêu, những cái này đó. Có tiền không mua được. Thủy nói khi chị Loan cầm trứng gà đó lên lăn cho Thủy. Thủy đã khóc nhiều lắm. Thủy khóc như một đứa trẻ. Thủy ôm chị Loan vô lòng. Thủy coi chị Loan như là
người thân của mình. Chị Loan dỗ Thủy rất là nhiều. Và chị Loan nói là: Thủy ơi, mỗi người có mỗi nỗi khổ khác nhau. Chị thì khổ về con, về chồng. Em cũng khổ về chồng, nhưng em còn khổ gấp bao nhiêu lần chị. Cái khổ của em đó là được người ta thương yêu em quá nhiều, nhưng rồi người ta lại bỏ em ra đi. Thành ra những cái nỗi buồn đó nó nằm ở trong cái trái tim của em. Chị nhìn thấy được. Đôi khi em cười, đôi khi em nói, em làm cho tất cả mọi người vui, nhưng chị biết em không vui. Thôi thì bây giờ em cầu nguyện đi. Em hãy cầu xin. Em tôn sùng đạo nào thì em cầu xin đạo đó. Chúa cũng được, Phật cũng được. Em muốn cầu xin ai? Em hãy cầu xin bằng cái con tim của em. Thật sự em muốn. Bây giờ em bỏ hết tất cả. Chỉ xin một điều một thôi. Là mang em ra khỏi cái đất nước Việt Nam này đi. Biết đâu em rời bỏ cái nơi cha sanh mẹ đẻ của em, em mới sống lại thật với con người của em. Những cái buồn, những cái khổ đó, nó mới xa lánh được em. Em có tin không? Giống như mình thay đổi số phận đó. Thôi em khỏe đi. Về, chị sẽ dẫn em đi tới một cái người này. Coi bói, coi tử vi. Ông này, ông coi hay lắm. Ông ở đường Phan Đăng Lưu. Ở trong hẻm lâu rồi. Ngày xưa đó, chị có tới coi một lần, lúc đó chị không tin. Là tại vì lúc đó gia đình chị còn khá lắm. Con chị còn nhỏ. Nhưng chính ông đã nói, chị khổ vì con chị. Chị sẽ mất hết tất cả vì con chị không tin. Nhưng bây giờ chị đã tin. Chị sẽ dẫn em đi tới đó. Đi tới gặp ông đó. Nhưng không phải dễ gặp, có duyên mới gặp được. Thủy gật đầu. Thủy nói đó. Tại sao? Những cái người mà Thủy cảm thấy thương yêu, yêu mến họ, họ đều bỏ Thủy ra đi hết vậy. Tức là cái nghiệp của Thủy quá nặng. Đã bị một cái nghiệp làm đờ rồi. Tiếp theo nữa, lại là một cái nghiệp. Cái nghiệp này, người ta đến với mình trong sự tốt đẹp. Rồi sau đó người ta vĩnh viễn bỏ mình để ra đi. Em không muốn như vậy. Em không chấp nhận như vậy. Chị thấy không? Bây giờ xung quanh em còn ai? Không còn ai cả. Chỉ muốn gặp một lần. Ngồi chờ đợi vài tiếng đồng hồ. Cũng không gặp. Sao họ ác với em quá vậy chị? Những người hứa hẹn với em rồi cũng ra đi. Bây giờ em còn ai? Chị Loan chỉ biết an ủi Thủy thôi. Thủy nói là nằm ở trong bệnh viện 3 ngày. Thì lúc đó bác sĩ có nói với Thủy là Thủy có thể về nhà được. Thủy nói đó, cái vết thương phải chờ để cắt chỉ. Tới 7 ngày mới cắt chỉ được. Nhưng mà thôi, phải đi về. Tới ngày đi về, chị Loan và chị Kiều, hai người luôn, đi vào đón Thủy. Thì bắt đầu đi trả tiền bệnh viện đó. Thì người ta nói, người nhà của cô đã thanh toán hết rồi. Không cần phải trả một chi phí gì hết. Thủy nói, khi mà nghe câu nói đó, chân tay của Thủy đó, nó rã rời ra luôn à. Thủy nói rằng là lại chuyện gì xảy ra với Thủy nữa. Thủy thích ổng là tại vì cái miệng ổng móm móm, ổng có duyên duyên vậy thôi. Trong lòng thích thích vậy thôi.
chứ không có nghĩ tới cái chuyện ấy ấy nữa. Bây giờ chỉ muốn đi Mỹ à? Rồi ổng đâu? Mấy bữa nay ổng đi đâu rồi? Thế là khi mà nghe nói như vậy đó, Thủy đi ngược trở lại, Thủy đi tìm cái vị bác sĩ mà tới săn sóc cho Thủy đó, rồi đi tìm luôn cái cô y tá đó. Nhưng họ đổi ca rồi, cái ca đó không có họ. Thủy tức lắm. Thủy nói không thể như vậy được. Chẳng lẽ cái số của Thủy nó kỳ cục, nó lạ lùng đến như vậy sao? Những người tốt của Thủy chưa được cái lời cảm ơn, Thủy chưa biết đền ơn đáp nghĩa với người ta như thế nào, là người ta cứ thứ tự ra đi, mà ra đi không nói lời từ biệt. Phải mà giận hờn ra đi, hoặc là có một cái gì đó để ra đi, thì Thủy chịu. Thủy chỉ thấy có lỗi với ông thầu rất nhiều. Nhưng mà cái đó cũng là vô tình, tại vì cái thằng cha sờ trời đánh ngày hôm đó. Khi Thủy về nhà đó, thì chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà thôi. Nhưng mà tự nhiên Thủy cảm thấy rất sợ hãi. Thủy không có muốn ở trong cái căn nhà sâu nữa. Thủy nói với chị Loan, chị Kiều đó, em muốn ở ngay ở trên cái phòng này nè. Thì tự nhiên chị Kiều chỉ sợ, chị nói không được, coi như là em vẫn còn bệnh, cái vía của em nó còn nhẹ còn nặng gì đó, em ở đây thì ý của chị Kiều đó, Thủy mà ở trên nhà trên như vậy rồi tới đêm, rồi lỡ cái cô bé đó đó, cổ có làm điều gì cho Thủy sợ không? Cho nên chị Kiều chỉ sợ chứ không cho Thủy ở đó. Mà nếu mà Thủy qua bên nhà chị Kiều ở đó, lỡ anh Sang anh thấy thì lại càng mệt hơn. Cho nên cuối cùng thì chị Loan, chị phải qua ở với Thủy. Thủy nhất quyết không xuống căn nhà dưới nữa. Và Thủy nói, từ cái ngày đó, từ cái ngày ở bệnh viện về, cho tới khi bán được cái căn nhà đó, Thủy chưa từng bao giờ bước chân vô căn nhà đó một lần nào nữa. Hết tất cả quần áo đồ đạc, Thủy đã mang ra hết. Một số đồ thì gửi ở bên nhà chị Kiều, và một số đồ thì Thủy mang, để ở trên nhà trên. Đêm hôm đó, đó Thủy không ngủ được. Thủy cứ nhìn về cái vòi nước đó thôi. Cái con búp bê nâu đó đó, giận ngay cái vòi nước đó vẫn đứng đó. Thủy cứ nhìn về đó đó, rồi Thủy cười, rồi Thủy khóc. Thủy vui. Sau đó Thủy nằm mà Thủy nói trăn trở hoài, không có ngủ được, làm cho chị Loan cũng mất ngủ luôn. Thì chị Loan chị mới đứng dậy, chị thắp ba cây nhang ở đó đó. Chị nói là, con ơi, nếu mà con thật sự thương cô Thủy đó, con cho cô Thủy có một giấc ngủ ngon đi. Con dỗ cô đi. Xong rồi cắm ba cây nhang, xong rồi còn nói là ngày mai con muốn ăn gì? Ăn chè nha. Nếu mà muốn ăn chè đó thì cho nhang công, ngày mai bà biết bà mua cho con. Thì thắp nhang. Khi thắp nhang xong thì chị Loan với Thủy nằm ngủ, hai chị em trải cái chiếu ở dưới đất nằm ngủ. Sáng dậy, chị Loan không để ý, nhưng mà khi Thủy ngủ dậy đó, Thủy nhìn cái bát nhang liền, đúng là một cây nhang công, là em muốn ăn chè. Thủy nói đó, đúng là con nít, nó rất linh. Sáng ngủ dậy, đi ăn sáng xong, Thủy mua cái bịch chè. Chè Thủy cúng á, là chè đậu bắp. Nhưng mà sau đó Thủy vẫn mua thêm vài bịch chè tại Thủy thích. Cái tiệm chè mà các bạn nhớ là ông Mập, có một người giống ông Mập chạy ngang qua đó. Thủy vào đó, Thủy mua vài bịch chè để về cho Thủy, chị Kiều, chị Loan ăn. Thì khi về, đổ cái bịch chè đậu đó ra, để cúng ở đó đó. Thì Thủy nói,
Kỳ lắm. Thùy ở đó từ bao lâu nay, không bao giờ mà có một con mèo đen nó chạy vô căn nhà đó. Không bao giờ có. Mà đằng này sáng sớm mới mở cửa đi mua chè về thôi, mới vừa đổ chén chè ra, đứng lên để đi lấy ba cây nhang thắp, tự nhiên con mèo từ đâu, từ trên nóc nhà hay từ đâu không biết, nó nhảy xuống một cái, chạy ngang qua đó, đã văng cái chén chè qua một bên đổ. Trời đất ơi, Thủy nói Thủy rung lắm, tức là Thủy tin. Thủy nói rồi, đúng là điềm không lành. Thủy ngồi sụp xuống ngay cái vòi nước liền. Thủy nói là, con không thích ăn chè đậu hả? Có phải không? Con không thích ăn đúng không? Con không thích ăn. Cô cho con chè khác. Chè này của cô nè. Cô mua cho cô ăn. Cô cho con ăn. Thế là Thủy lấy cái ly chè đó. Chè đó lại là chè nước chứ không phải là chè đặc. Đổ ra ly. Thủy nói Thủy còn quái như vậy nè. Bỏ thêm mấy cục đá nữa. Chứ ai đời nào mà cúng mà bỏ chè đá bao giờ. Thủy bỏ mấy cục đá. Tức là Thủy ăn làm sao? Thì Thủy cúng y như vậy. Thủy đổ chè ra. Thủy bỏ mấy cục đá vô để đó. Thắp nhang. Trong ba cây. Một cây nhang công. Thì trong lòng Thủy nghĩ thôi. Chắc em chịu. Thế là đi hốt cái chỗ chè bị đổ đó. Bỏ vào thùng rác. Khi Thủy về đó thì Thủy nói là tiệm đó. Thủy cứ ngồi ủ rũ ở trong thôi. Ông móm cũng không tới. Mà Thủy nó không biết nó lạ lùng cái gì á. Mấy ngày đó tiệm lại rất là đông khách. Mà bán cũng y như vậy thôi, thì cũng cà phê, bánh mì, hộp gà ấp la này nọ. Rất là đông khách luôn. Thế là Thủy đứng, bịt mặt lại hết rồi. Đâu ai biết Thủy là ai nữa. Mấy ngày đó đâu còn mặc áo hai dây nữa. Người bầm sinh như vậy sao mặc. Đâu có mặc váy ngắn nữa. Mặc bộ đồ bình thường, áo thun, quần tây. Bịt mặt nạ lại, đứng chiên hột gà ấp la. Thủy nói đó, chưa bao giờ mà một ngày có thể bán được tới 30 cái hột gà ấp la. Mấy cái là cùng à. Mà mắc cái giống gì mà lại bán nhiều như vậy? Rồi, thế là ngày đầu tiên thôi. Cái Thủy nói, ủa kỳ vậy ha. Chị Kiều, chị Loan thích quá. Thế là gọi. Gọi ra cái chỗ mà người ta bán sỉ hột gà đó. Bắt đầu mới nói rằng là, ngày mai đưa cho tôi nhiều hột gà đi. Các bạn có tin không? Thủy nói Thủy không thể tin. Sau cái lần đó, tiệm của Thủy bắt đầu trở thành một cái tiệm bán điểm tâm sáng. Không còn là quán cà phê ôm. Tại giờ đâu còn ai nữa đâu. Đâu còn cô nào tới nữa đâu. Mà để cho trai nó tới. Thế là bây giờ gỡ cái bảng cà phê xuống. Thế là chỉ trong vòng một tuần lễ thôi. Thủy gỡ cái bảng cà phê xuống. Đổi cái bảng. Đề cái bảng là điểm tâm sáng. Bánh mì, hột gà ấp la, ba tê, lạp xưởng. Đề thẳng như vậy luôn. Và xin tố. Thủy nói là cái ngày hôm đó là cái ngày đi cắt chỉ. Cho nên là Thủy đi luôn. Đi mua một cái xe ở trong chợ Hùng Vương, đường Hùng Vương gì đó. Mua hai xe, một xe để trưng bày giống như là thịt nè, pate, rồi gì gì đó. Giống như là bán bánh mì thịt đó. Nhưng mà không phải là bán để cho người ta mua một ổ người ta mang đi, nhưng mà bán để cho người ta ngồi tại tiệm người ta ăn á. Còn một bên là cái xe để trưng bày sinh tố. Chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, Thủy làm được liền hai cái đó. Tự nhiên cái tiệm của Thủy trở thành tiệm bán điểm tâm sáng và trái cây. Thủy nói trong vòng 2 tuần lễ thôi, gần đó cái bệnh viện ở đó đó, chính cái nơi của Thủy là cái nơi để cho người ta qua, người ta ăn sáng, người ta ăn trưa, và có ca chiều nữa, người ta ăn chiều, người ta uống nước. Thủy nói lạ lùng lắm, bán đắt, vô cùng là đắt. 6 giờ sáng đã phải mở cửa tiệm rồi. Chị Loan, chị Kiều và Thủy gọi là bán gọi là tấp nập luôn. Thủy nói chưa bao giờ có chuyện lạ lùng như vậy. Họ đứng ở ngoài đường, họ kêu, mua, rồi mang đi về. Cứ một phần như vậy đó. Một phần là gồm có bánh mì nè, pate, lạp xưởng, trứng chiên.
dưa leo, đồ chua, để riêng, cứ như vậy rồi đưa người ta mang đi. Thủy nói ngày xưa đâu có hợp như bây giờ. Thủy nói bán đắt đến cái mức độ lạ lùng mà Thủy không tin. Thủy nói là từ ngày cắt chỉ xong thì cái vết thẹo đó, coi như Thủy đã bị hai vết thẹo. Ngày xưa đó, chưa có kem nghệ, chưa có gì để sức. Thành ra Thủy nói đó, đối với Thủy hiện tại bây giờ, nếu mà Thủy không đánh phấn sơ sơ, nhìn kỹ vẫn còn thấy trên mắt của Thủy có một vết thẹo và ngay miệng Thủy cũng có vết thẹo. Thủy nói gần một tháng trôi qua. Trong một tháng đó là Thủy xin công ty cho Thủy không có đi làm và Thủy không đi học. Mà các bạn biết không, không học vẫn phải đóng tiền nha các bạn. Cho nên sau một tháng đó, giao cho chị Loan, chị Kiều bán đắt đến mức độ phải mướn thêm một cái bà hàng xóm đứng ở bếp để chiên, chiên phụ, chiên trứng, chiên lạp xưởng. Thủy trở lại đi học, mới đi học được có 2 ngày thôi, thì nhận được tin ông Đài Loan qua. Kỳ này qua có 7 người đi chung với ổng. Nhưng mà chuyến đi này đó là đi ra tới ngoài Hà Nội, ra ngoài Huế, ra Đà Nẵng, rất là nhiều nơi. Chuyến đi này của Thủy kéo dài tới 28 ngày. Thế là Thủy không biết như thế nào. Thủy suy nghĩ rất là nhiều luôn. Thủy nói rằng là phải chi giờ này có ai đó để cho Thủy hỏi. Bây giờ giữa một cái mới vừa đóng tiền để đi học tiếp, mà cái công ty này họ đã nhận mình làm đã khó rồi, lúc thi rất là khó. Bây giờ lại nghỉ tiếp đi tới 28 ngày với cái đoàn này, mà đi với cái đoàn này thì lại được rất nhiều tiền. Không thể để mất cái đoàn này được. Vì đây là người, cũng là người ơn của Thủy. Thủy nói đó, bây giờ còn ai để cho Thủy hỏi? Không còn ai cả. Thế là nghĩ tới ông Móm. Tự nhiên ngồi lẩm nhẩm. Ông Móm ơi, ông đâu nhở? Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ông. Ông có linh thiêng. Ông tới đây cho tôi gặp ông một lần. Tôi hỏi ông được không? Giờ tôi chẳng còn ai để hỏi nữa. Thủy nói hả? Trời ơi má ơi, linh quá. Nói cái gì có cái đó. 6 giờ chiều, ông Móm xuất hiện. Ông vào, ông cười rất là tươi. Và ông không có một cái gì gọi là ngạc nhiên hết. Đúng ra đó, là người quen của Thủy lần này tới sẽ rất ngạc nhiên. Thủy nói lâu lắm rồi mà gặp lại ổng đó, hơn 1 tháng rồi. Bật vô âm tính luôn. Bây giờ ổng xuất hiện. Thủy nói, mẹ nó, cái miệng ăn mắm, ăn muối hay ăn cái gì mà linh thiệt. Thì tự nhiên chị Kiều đó, chị mới khều Thủy, chị nói, em không có linh. Mà con của em nó linh đó. Nó giúp em đó. Em có biết không, mấy hôm nay chị không kể cho em nghe thôi, vì chị thấy em đã được bình tĩnh trở lại rồi, em có nụ cười rồi, chị không muốn nói. Nhưng mà đó, tự nhiên chị thấy đó, cái căn nhà này của mình nè, nó có tiếng cười rất vui. Mà chị rất là vui vẻ khi chị ở đây. Chị nói thật với em đó, nhưng em đừng sợ. Chị nghĩ đó, cái đứa bé này nè, hình như là nó hạp vía với cái bà bác này nè. Lâu lâu đó, chị có một cái linh cảm, chị không có diễn tả được, nhưng mà chị biết, chị có khấn á, chị có nói với nó, con có muốn kêu cô Thủy đó là mẹ Thủy không? Nếu con muốn đó, thì cô thắp nhang cho con 3 ngày. Con để 3 cây nhang công được không? Con có muốn kêu cô Thủy là mẹ Thủy không? Nếu con muốn đó, thì con làm cho mẹ Thủy vui đi. Con giúp đỡ cho mẹ Thủy đi.
Thì chị Kiều mới nói là chị thắp nhang 3 ngày luôn mà nhang không công. Cho nên là chị nghĩ là con bé này nó không có bằng lòng. Nhưng mà cái bà hàng xóm đó đó, bữa đó chị Kiều chỉ nói là không có thắp nhang kịp. Cho nên là khách đã ào vô rồi. Thì bà mới đứng ngay gần đó. Thì chị Kiều mới nói là bà ơi, bà thắp giùm con mấy cây nhang ngay chỗ đó đi bà. Thì tự nhiên bà nói, ngày xưa đó, cái lúc mà con nhỏ nó bị sảy thai ở đây nè, có tôi ở đây, mẹ của nó hiền lành tốt lắm, cũng tội nghiệp. Thì chị Kiều chỉ nghe chị hết hồn, chị mới nói ủa, vậy lúc đó bác cũng biết nữa hả? Thì bác nói là hàng xóm mà, tôi ở đây mà. Tại vì từ cái ngày mà bán cái chỗ này rồi cho nên tôi cũng qua đây chơi. Cho nên là hồi đó tôi qua đây tôi chơi hoài à. Cô chủ dễ thương lắm. Thế là chị Kiều mới nói trời ơi, vậy thì bà giúp con mỗi ngày bà thắp nhang luôn đi. Vậy là bà cũng biết cái lúc mà mẹ của bé bị sảy thai đúng không? Thì bà nói đúng. Thế là bà thắp nhang. Thì chị Kiều kể cho bà nghe về cuộc đời của Thủy đó. Bà cũng thấy thương Thủy lắm. Thế là bà ngồi bà vái. Nhưng mà bà vái bà cũng nói để cho mọi người nghe được. Bà nói là thôi, bây giờ thì nhà này đã thuộc về chủ khác rồi. Mẹ của con á, cũng không có thường xuyên để tới đây thắp nhang cho con được. Cho nên là mẹ con chỉ có thể đi ra nghĩa trang để thắp nhang cho con thôi. Thì thôi, bây giờ con nhận chủ nhân của cái căn nhà này đi, là mẹ của con đi, cũng được mà. Cô chủ này cũng tốt. Nếu mà con chịu đó, thì con làm một cái gì đi. Bà biết con Linh. Trời ơi, các bạn có biết không? Vừa mới đốt cây nhang, khi mà bà vừa nói xong á hả, chị Kiều chỉ nói với Thủy, cây nhang phất lên sáng một cái, công liền các bạn. Khi mà Thủy nghe chị Kiều kể như vậy, có bà luôn mà, bà ngồi bên cạnh đó luôn, chị Loan luôn. Bà nắm tay Thủy đi ra ngay chỗ đó ngồi. Bà nói, bà là bà của con, và đây là mẹ của con, mẹ Thủy. Xong rồi, bà là người có đạo, cho nên là bà nói với Thủy đó là chiều bà sẽ dắt Thủy đi vào nhà thờ để hỏi cha, để trình cha. Rồi Thủy có muốn theo đạo không? Nếu mà muốn đó thì hỏi cha là bây giờ mình làm như vậy có được hay không? Để xem coi như thế nào. Thủy bằng lòng liền. Chiều hôm đó bà đã đưa Thủy đi vào gặp cha, nhưng mà không có hẹn trước, cho nên là ngày hôm đó không gặp cha mà đã gặp được một cái người nào ở trong nhà thờ đó. Thì ngay tối hôm đó luôn, 8 giờ tối, ở trong nhà thờ các bà mẹ công giáo và nhiều người lắm đã tới ngay tại cái căn nhà đó của Thủy đọc kinh và có rẫy nước phép đó. Khi mà đã vào nhà thờ thì những người ở nhà thờ tới đọc kinh này nọ xong xuôi hết rồi, họ đi về. Họ hẹn với Thủy là ngày mai mang cái con búp bê nâu đó và đi tới nhà thờ. Đúng 8 giờ sáng ngày mai thì cái bác đó đó tiệm đông khách lắm luôn. Nhưng mà bác vẫn bỏ, bác dẫn Thủy đi vào nhà thờ, mang con búp bê đó tới, gặp được cha. Khi mà Thủy đến gặp cha, thì cha giải thích với Thủy, nói những điều gì đó. Thì Thủy nói là thôi, nếu mà nói như vậy nữa dài dòng lắm. Nhưng mà biết rằng là không có nhận cái linh hồn đó là con được. Thủy đã gửi cái linh hồn đó đến với nhà thờ, đến với Đức Mẹ. Và Thủy hứa mỗi một tuần lễ, Thủy sẽ dâng một bình hoa huệ viếng Đức Mẹ và coi như gửi cái lời kinh đến cho đứa bé đó. Và Thủy đã xin theo đạo. Một năm sau, Thủy rửa tội. Sau cái ngày đó đó,
Khi mà Thủy về tới nhà, Thủy nói lạ lùng lắm các bạn. Thủy nhìn lại cái vòi nước đó đó. Thủy không có còn một cái cảm giác gì nữa cả. Bình thường, Thủy ráng ngồi suy nghĩ đăm chiêu, nhìn về cái vòi nước đó để xem coi có một cái gì lạ lùng nữa hay không. Nhưng mà không. Trong đầu, trong lòng đều trống rỗng. Không có gì nữa. Mà tiệm thì lúc nào cũng tấp nập người. Thủy nó không biết người đâu mà đi tới mua nhiều như vậy. Thủy bán cũng đâu có rẻ, cũng bằng người ta mà. Chị Loan, chị Kiều và bà. Thủy gọi bà là bà ngoại không à. Thủy kêu ngoại. Thế là mỗi ngày công việc của Thủy và những người ở trong tiệm, chị Loan, chị Kiều và ngoại vẫn diễn ra như vậy. Buôn bán đắt hàng, mọi người đều vui mừng. Tiền bạc họ rất là đàng hoàng. Mỗi một ngày buổi sáng, người ta mang hàng tới cho mình. Bánh mì cũng mang tới, dưa leo, đồ chua, hết tất cả mọi thứ, trứng và đủ mọi thứ luôn. Sáng sớm, 5 giờ sáng thôi là họ đã chở tới, kêu cửa nhà mình và đưa. Sắp xếp xong xuôi và sau đó thì 6 giờ là mở cửa. Cái sốt mazone đó thì bà tự ở nhà, bà lấy trứng, lấy dầu, bà đánh, bà làm. Ba tê thì đặt của người ta. Thủy nói cái lúc đầu đó đó chưa có biết. Thì mua ngay tại đó đó. Người ta đưa mối tới. Tới chiều tối, 9 giờ tối là người ta đi thu tiền. Mình bán hết hay không bán hết gì mình vẫn phải trả tiền. Không bán hết thì để dành ngày mai bán. Nhưng mà Thủy nói đó, xui khiến cái gì đó, đúng là cái thời nó tới. Những cái gì mà ngày hôm đó họ đưa cho mình, có nhiều khi họ đưa dư ra thêm một chút, và có khi thì họ đưa thiếu một chút, đều bán sạch, không có còn dư được cái nào luôn. Rồi từ từ bắt đầu bán thêm, giống như là thịt đông, đồ chua, giống như là bây giờ, giống như là Thủy nói, người ta đưa cái gì thì bán cái đó, bán kèm ở trong tiệm. Thủy thấy thích lắm. Rồi đôi khi Thủy cười, Thủy nghĩ là ủa sao kỳ vậy trời, tự nhiên cái đang là một cái quán cà phê ôm, tự nhiên giờ mở thành một cái tiệm bán hàng như vậy, tức cười. Thành ra là Thủy nói trong lòng Thủy lâng lâng lạ lạ, ngộ ngộ lắm. Nhưng mà cũng may là có chị Kiều, chị Loan và bà ngoại đó, bà hàng xóm đó, giúp. Đột nhiên, ông Tàu gọi điện thoại và nói với Thủy là ông sẽ đưa 7 người đi qua Việt Nam để làm ăn. Những người này họ đã đi nhiều lần rồi và đây là lần cuối cùng để quyết định ký hợp đồng. Những cái công trình làm rất lớn, họ mở hãng hoặc là làm việc gì đó nhưng mà có khách sạn. Nhưng mà Thủy nói với ổng là bây giờ Thủy đi học, Thủy đang làm hướng dẫn viên du lịch ở công ty này. Thủy có hỏi ý kiến 3 người. Bây giờ chỉ còn có 3 người thôi chứ đâu còn ai nữa mà để hỏi. Bây giờ con nên chọn cái nào? Đi làm hướng dẫn viên cho cái ông Đài Loan này, hay là đi học rồi để chờ coi có đoàn nào của công ty họ đưa thì làm hướng dẫn viên du lịch? Thì chị Kiều đó chỉ lanh lẹ lắm, cho nên chị nói là học ở đây đó, không học cũng bị đóng tiền. Nhưng mà người ta đâu có đuổi mình. Có tiền thì mình đóng học tiếp, mà không có thì người ta mới đuổi chứ. Cho nên là đi theo đoàn này đi. Tại vì ông này với mình là lâu đời rồi, tình nghĩa rồi. Với lại ông cũng rất quý trọng mình mà. Bây giờ chẳng còn ông nào là thân quen nữa hết. Còn có ông mà giữ đi Thủy. Cuối cùng, Thủy đã chọn. Thủy đã chọn các ông Tàu Đài Loan để đi đưa cái đoàn này đi. Thì trong cái chuyến đưa cái đoàn này đi nè, Thủy gặp rất nhiều điều may mắn. May mắn không phải của cái ông Tàu Đài Loan đưa, mà may mắn là một trong 7 ông đó đó. Có một ông, Thủy nói ngày thứ nhất ông đã nhìn Thủy hoài à. Tới ngày thứ hai, ông cứ nhìn Thủy ông cười. Tới ngày thứ ba, ông không nói gì với Thủy mà ông lại nói thẳng với lại các ông Tàu của Thủy. Thì Thủy hỏi ông Tàu của Thủy,
ông nghĩ sao? Được không? Ông gật đầu. Ông nói với Thủy đó. Đây là một cơ hội rất tốt cho Thủy. Thủy hãy bằng lòng. Và bằng lòng liền. Thì Thủy mới hỏi ông là, ông có vợ không? Ông Tàu ông nói là có, ở bên Đài Loan. Thì Thủy nói ông có vợ rồi, làm sao được. Thủy kể với mình á, nguyên văn á, là ông Tàu đó đó các bạn, ông nói chuyện với Thủy, ông xưng là mày với tao ha. Nhưng mà mình có kể một lần nào đó thì các bạn nói với mình là đổi đi, đừng có nói chữ mày tao, nghe kỳ quá. Thành ra là mình không nói chữ mày tao ha. Thì ông Tàu đó đó, ông mới nói với Thủy đó rằng là hãy nhận đi. Đây là một cơ hội rất tốt. Tốt lắm cho bạn. Thủy không biết gì cả. Sau đó thì Thủy thấy thân với lại cái ông Tàu này rồi. Thủy mới nói là có đưa tiền tôi trước không? Ông Tàu ông nói rằng là đưa. Thì Thủy mới nói là sao lạ vậy? Ông chỉ nhìn mình ông cười thôi. Ông có đâu nói chuyện gì với mình nhiều. Mình biết tiếng mà. Ông cũng biết tiếng. Sao ông không nói chuyện với mình? Ngày thứ năm, ông mới nói chuyện với Thủy. Khi mà Thủy nghe nói chuyện xong, trời ơi, Thủy nói đó, không thương ông không được. Tại vì ông dễ thương quá. Ông đáng yêu vô cùng. Vợ của ông ở bên Đài Loan đã bị cắt buồng trứng và bị bệnh. Vợ của ổng ngồi xe lăn đã 11 năm. Thủy nói đó, khi nghe tới chữ xe lăn, người Thủy nhói lên. Nghĩ tới ông mập liền ngay tức thì, nhưng lại dằn xuống. Thủy nói lạ lắm, đừng có ai nói cái gì tới chữ mập. Đừng có ai nói cái gì tới cái chữ xe lăn. Đừng có ai nói tới cái chữ nạn hoặc là bị cưa chân, bị què này nọ. Cứ nói tới là người Thủy, nó như là những cái mũi kim đâm vào trong người, chịu không nổi. Thì ông tâm sự hết với Thủy. Ông nói với Thủy đó, ông muốn Thủy đẻ cho ông một đứa con. Nếu đẻ được con trai, vợ ổng và ổng sẽ cho Thủy 55.000 đô la. Khi đẻ xong, ổng sẽ mang đứa con đó đi về cho vợ ổng. Và khai sanh là vợ ổng đứng tên. Thủy có làm được điều đó cho vợ ổng không? Thủy nghe, Thủy hết hồn. Thủy nói trời ơi, ông mướn tôi đẻ hả? Tại sao ông không mướn những người khác? Mà ông mướn tôi đẻ. Thì ông nói là ông đã đi tìm rất nhiều người. Nhưng giống như là Thủy nói, cái feeling á, cái người phụ nữ đó không có mang được một cái feeling, một cái linh cảm tốt đến cho ông. Nhưng ông mới gặp Thủy là ông cảm nhận được liền. Nhưng mà Thủy nói đó, Thủy nghĩ trong đầu Thủy, trời đất, mình có còn đẻ được không trời? Thủy nói mỗi lần gần những người khác, thì Thủy xài bao cao su. Có đôi khi với ông thầu hồi đó, Thủy không. Nhưng mà bao lâu nay lâu rồi, cũng chẳng có gần ai. Thì không biết còn đẻ được không? 55.000 đô la. Không phải là con số nhỏ. Thì Thủy mới nói đó là, tôi cũng nói thật với ông, tôi muốn được đi Mỹ. Thì tự nhiên ông nói với Thủy liền, tôi không có giúp bạn qua được tới Mỹ, nhưng tôi có thể giúp bạn qua được Đài Loan, qua đất nước của tôi. Bạn có thể ở gần con của bạn để chăm sóc cho con của bạn. Nhưng nó sẽ là con của vợ tôi. Bạn có làm được điều đó không? Thủy nói là sao lạ vậy? Tự nhiên bây giờ lại thêm một cái đẻ mướn. Sao cuộc đời của mình kỳ quá vậy?
nhưng mà làm cho Thủy suy nghĩ. Cơ hội đó, vừa có tiền, nếu đẻ được con, vừa được qua Đài Loan, coi như cũng rời được cái nơi cha sanh mẹ đẻ của mình để đi qua một đất nước khác, coi cuộc đời của mình có còn như vậy nữa hay không? Có khổ sở như vậy nữa hay không? Có khắc nghiệt như vậy nữa hay không? Thủy bình tĩnh một lát, Thủy hỏi ông. Nếu tôi bằng lòng, ông đưa tiền tôi trước hay ông đưa tiền tôi sau? Nhưng ông đưa tiền tôi rồi, lỡ tôi không đẻ được, thì ông làm sao? Ông đòi lại hả? Cái số tiền ông trả cho Thủy, đối với ông là một con số rất nhỏ. Vì ông nhìn thấy Thủy có nhiều cái, ông sẽ nhờ được Thủy sau này. Còn cái 55.000 đô đó đó, nếu Thủy sanh được con, cái ngày mà vợ của ông qua Việt Nam nhận đứa bé đó, thì chính vợ ông là người mới đưa tiền cho Thủy. Trong thời gian Thủy bắt đầu có thai, thì bả sẽ là người cho người từ ở bên Đài Loan qua chăm sóc cho Thủy, cho tới ngày Thủy sanh đẻ. Thủy nghe Thủy sợ quá. Lại chuyện gì đến nữa? Mất hết tất cả những người thân yêu của mình nữa sao? Lại ôm cái bụng bầu nữa sao? Trời ơi! Và Thủy nói, suốt ngày lẩm bẩm chữ, trời ơi, cứu con, Chúa ơi, cứu con. Thủy nói đó, từ cái ngày Thủy vào nhà thờ, được gặp cha, tự nhiên những cái tâm linh với Thủy đó, Thủy nói ít bao giờ Thủy nghĩ tới nữa lắm. Nhưng mà hình như là những cái chuyện gì đó, Thủy ít có kêu gọi những cái người đã khuất nữa lắm. Mà Thủy thường hay lẩm nhẩm, Chúa ơi, bây giờ con làm sao? Mẹ ơi, bây giờ con làm gì? Chứ bây giờ chuyện tâm linh cho tới bà, Thủy nói Thủy cũng không gọi nữa. Thủy suy nghĩ rất nhiều. Thủy không biết như thế nào. Thủy nói là cho Thủy sau cái chuyến đi về này đi, rồi Thủy sẽ cho cái câu trả lời. Thì cái ông Đài Loan đó đó, ông bằng lòng. Thủy đi chơi với ổng. Thủy nói đó, ổng rất là đàng hoàng. Ngày thứ bảy, ổng kêu Thủy tới trước mặt cái ông tàu đó đó. Ổng đưa cho Thủy một cái bao thơ. Ổng nói là trong đó có 15.000 đô. Thủy không có dám nhận. Tại Thủy nói nó không có đúng. Cái này là sợ quá, biết đâu có chuyện gì ở bên trong hay là như thế nào. Nhưng mà ông tàu ông nói với Thủy đó là Thủy yên tâm, Thủy hãy nhận đi. Thủy sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng vì Thủy quá sợ, Thủy không dám nhận. Thủy nói ông tàu, nếu ông thương tôi bao lâu nay, ông biết tôi là người như thế nào, ông nhận đi. Ông nhận giùm tôi đi. Khi nào tôi cảm thấy tôi làm được một việc gì đó, tôi mới dám cầm. Vì tôi sợ lắm. Đây là tiền buôn bán xì ke ma túy hay cái gì, hay là làm sao, tôi không dám nhận. Tôi sợ lắm, tôi không nhận đâu. Cho nên là ông Tàu, ông nói lại với các ông Đài Loan này là cô ấy không có dám nhận cái số tiền này, vì cái số tiền quá lớn. Cho nên cuối cùng, cái ông Đài Loan này ông phải nói thẳng với Thủy luôn. Trời ơi, các bạn có biết không? Ông là một người rất là giàu có ở bên Đài Loan. Ông buôn bán về bất động sản ở bên Đài Loan. Ông có rất nhiều cổ phần công ty khách sạn ở bên Đài Loan. Và ông còn buôn bán về những loại đá quý. Giàu vô cùng là giàu luôn. Ông đưa cho Thủy những cái business card của ông. Cho nên là từ lúc đó Thủy mới an tâm. Các bạn có biết không? Cuộc đời của Thủy đã được rẽ sang một trang mới. Thủy nói như là một giấc mơ. Dẫn đoàn đi thông dịch với 7 người. 7 người này toàn là những người cực kỳ giàu. Họ toàn là mở khách sạn không nha các bạn. Mỗi một lần
Thủy và Đoàn đi tới đâu, toàn là những nơi sang trọng không. Nhưng mà Thủy nói đó, những người này đó, họ không có uống rượu tùm lum tà la nhiều, giống như là những cái đoàn trước. Một chai rượu của họ mấy ngàn đô la. Họ uống đúng một chai, mỗi người vài ly là xong. Ăn uống những loại đồ ăn rất đắt tiền. Và họ lịch sự, không cần một cô gái nào ngồi bên cạnh cả. Những cái buổi ăn của họ là những cái cuộc hẹn hò của họ. Sau đó họ đi về. Thì khi họ đi về rồi, họ gặp gỡ những cô gái nào hay không thì không biết. Cho nên đó là lý do dẫn đoàn đi ăn đó, thì Thủy không có được nhiều tiền. Thủy nói là giá khoảng 3.000 đô thôi, nhưng mà vì uống ở trong nơi đó, họ tính thành tới 4.500 một chai rượu. Cái thời đó 4.500 đô la một chai rượu, thì ông cho Thủy 15.000. Vì ông nhìn thấy cái gì đó ở Thủy thì đâu có là gì đối với ổng. Mà Thủy nói ở những cái chỗ này đó, họ không có chia phần trăm cho Thủy cái chai rượu này. Họ chỉ cho Thủy 200 đô la mà thôi. Cho nên là Thủy có hỏi ông Tàu, ủa sao ở đây nó đưa cho tôi có 200 đô vậy? Thì ông Tàu cũng đã nói, cái đó là nó lấy thêm tiền trong chai rượu đó. Chứ lúc đầu khi mà đoàn đã tới, ông Tàu cũng đã nói rồi, nhưng mà nó không chịu. Vì nó nói chỗ này của nó là cái chỗ cho họp, cho những người tới làm ăn để họp hành, chứ không phải là cái chỗ, những cái chỗ mà để cho giải trí có mấy em đó, thì những chỗ đó nó mới chi tiền. Những cái phòng mà có được như vậy mới chi tiền nhiều, còn cái này là không. Cái này thí dụ như chai rượu của nó 4.300 thì nó tính là 4.500 để nó lấy 200 ra cho Thủy thôi, chứ Thủy không có được gì cả. Cho nên lúc đó Thủy mới biết, thì ra là đi 28 ngày trời chẳng có được những cái tiền gì cả. Vì những người này đó, sau khi họp hành xong xuôi rồi, họ ban ngày họ nói chuyện với nhau, buổi tối họ giống như là Thủy nói, họ bắn tẻ đi riêng hết rồi. Họ có những cái riêng riêng gì của họ đó, Thủy nói Thủy không biết được. Cho nên là chỉ có ông Tàu, Thủy với ông Đài Loan đó đi với nhau ba người thôi. Mà ông Tàu đó, lần này 28 ngày trời, ổng cũng không bao giờ tìm một cô gái nào bên cạnh ổng. Thủy có hỏi ổng, ông có muốn không? Thì ổng nói không. Lý do không là tại vì vợ ông ở bên Đài Loan đang có bầu. Ổng nói rằng ổng trân quý, ổng vui mừng và ổng hạnh phúc. Cho nên là ổng không muốn gần gũi một người phụ nữ nào cả. Thủy nói đi ba người với nhau, đi đâu cũng đi ba người với nhau, Thủy thấy rất là vui vẻ. Mà Thủy nói nha, cái ông Đài Loan đó đó, ổng nói tiếng Mỹ đó rất giỏi. Và ổng khuyên Thủy hãy học tiếng Anh. Ổng nói với Thủy đó, đây là lần thứ 7 ổng qua tới đây. Lần này ổng gặp được Thủy thì cái công việc của ổng cũng đã sắp thành công. Và ổng sẽ cho Thủy một cái chân ở trong cái công ty của ổng, ở trong cái nơi làm việc của ổng. Để chi? Để Thủy hợp pháp đi đi về về Việt Nam và Đài Loan. Nếu như Thủy sanh được em bé thì Thủy đi đi về về. Còn Thủy không sanh được em bé thì Thủy là người làm trong công ty của ổng. Ổng bổ nhiệm cho Thủy một cái chức khá lớn để Thủy hợp pháp đi đi về về từ Đài Loan qua Việt Nam. Thủy càng đi với ổng, Thủy càng thấy thích ổng, quý ổng. Thủy nói ổng chưa từng bao giờ nắm tay đi được 20 ngày rồi. Chính Thủy đã nắm tay ổng. Và sau cái nắm tay đó thì Thủy đã nói với ổng, Thủy ngủ với ổng đêm hôm đó. Ổng rất ngạc nhiên, ổng bằng lòng. Thủy nói quá lâu rồi chưa gần đàn ông, ngày hôm nay hạnh phúc vô cùng mà lại được một người đàn ông rất yêu quý Thủy. Ổng mềm mại, ổng dịu dàng, ổng nhẹ nhàng. Ổng coi Thủy như là một người tình, một người vợ, không phải là ăn bánh trả tiền.
Nhưng mà Thủy nói thẳng với ông luôn. Mấy ngày đầu tôi chưa biết ông là ai. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được ông rồi. Tôi không muốn ngủ với ông đêm nay để lấy tiền của ông. Tôi không muốn. Ông muốn cho tôi bao nhiêu là ông cho. Ông không cho cũng không có là gì. Nhưng nếu ông có làm ăn gì đó, theo như ông nói, ông hãy giúp tôi. Hãy cho tôi một việc làm. Và hãy cho tôi được đi đi về về giống như ông nói được không? Tôi muốn thay đổi cuộc đời của tôi. Chắc ông cũng biết tôi đã từng là gái đó các bạn. Thủy nói với ông như vậy đó. Khi mà nghe tới câu đó, ông giật mình, ông nhìn Thủy, làm Thủy khận lại. Thủy nghĩ rằng là ông Tàu đã nói cho ông nghe. Nhưng không, ông Tàu cũng không nói, mà tự Thủy nói. Thì khi ông khận lại, ông giật mình, Thủy cũng hết hồn luôn. Thủy nghĩ, trời chết mẹ, sao mà mình ngu đến mức độ như vậy? Đúng là mình vạch áo cho người xem lưng. Người ta đâu có hỏi đâu, tự nhiên mình nói. Sao mình khùng, mình điên vậy? Thủy sợ quá, tự nhiên ngồi khận người lại. Ông đứng lên, ông tới, ông ôm Thủy vô trong lòng các bạn. Thủy nói hả? Nước mắt Thủy nó chảy như mưa. Thủy ôm ổng. Cái mặt của Thủy đó, đang ngay cái bụng của ổng. Khóc bao nhiêu? Nó thấm vô da thịt của ổng. Ổng biết. Ổng kéo Thủy ra. Ổng lau nước mắt cho Thủy. Và ông nói với Thủy rằng là tôi sẽ giúp bạn. Ông nói với Thủy một điều là hãy bỏ hết tất cả những gì nó thuộc về ngày hôm qua. Ngày hôm nay tôi gặp bạn. Ngày hôm nay tôi tâm sự với bạn. Thì ngày hôm nay tôi biết bạn. Tôi sẽ là người giúp bạn. Thủy mừng quá. Thủy đã ôm ổng. Tự nhiên Thủy nói, Amen, con cảm ơn Chúa. Rồi Thủy buông ổng ra, ngồi thẳng xuống dưới giường, khóc như mưa luôn. Lúc mà Thủy nói đó, con cảm ơn Chúa, Thủy làm dấu thánh giá. Thì vì cái Thủy làm dấu thánh giá mà ổng nhìn thấy, ổng mới đi ra cái giỏ của ổng đó. Ổng lấy ra một cái thánh giá bằng gỗ. Ổng nói đó, thánh giá này ông quý lắm. Ông tặng cho Thủy một cái thánh giá gỗ. Thủy đeo cho tới bây giờ đó các bạn. Thủy nói đó, hiện tại bây giờ hột xoàng Thủy có đó, nhưng Thủy không đeo. Thủy vẫn đeo cái thánh giá gỗ cho tới giờ phút này. Vì cái thánh giá gỗ đó đã được làm phép ở tòa thánh Vatican. Ông đó đã đi qua bên tòa thánh Vatican và đã được Đức Giáo Hoàng làm phép. Ông đã gửi tặng Thủy. Thủy vui mừng lắm. Thế là những ngày vui vẻ, 28 ngày, cuối cùng cũng chia tay. Khi chia tay đó, thì ông nói với Thủy, ông còn ở lại chỉ có 7 ngày nữa thôi. Thì trong 7 ngày này ông muốn dẫn Thủy đi chơi. Thì Thủy hãy về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Còn lại 5 ngày, ông muốn đưa Thủy đi mua sắm, đi chơi. Ông muốn được ở bên Thủy 5 ngày. Nhưng mà không có ông Tàu đi theo, Thủy có bằng lòng không? Thì bây giờ Thủy với ông đã thân rồi, ngủ với nhau rồi, có cảm tình với nhau rồi. Cho nên là Thủy bằng lòng. Thì Thủy đi về. Thủy nói á, bây giờ nhà của Thủy đó, nó đông vui như cái chợ á. Lúc nào cũng có người ra vô mua, ngồi đó ăn, mua mang về. Mà Thủy nói nha, từ cái ngày đó Thủy cũng chẳng bao giờ bước chân xuống cái nhà dưới nữa. Ngủ ngay tại nhà này, nhà trên, mấy chị Loan, có khi bà hàng xóm nữa, bà qua bà ngủ nữa. Trong cái ngày đầu tiên Thủy về, thì được người địa ốc gọi và nói rằng có người muốn mua hai căn nhà đó luôn. Thì chị Loan, chị Kiều với bà đó, bà ngoại đi, gọi bà ngoại để cho các bạn không lộn ha.
Thì bà ngoại đó mới nói là tiệm bây giờ đang bán đắt quá, mà bán uổng quá vậy con. Thì Thủy mới hẹn cái người mà địa ốc đó đó tới để gặp. Thủy nói, Thủy xin lỗi, bây giờ bán căn nhà dưới thôi. Căn nhà trên, Thủy nói, chỉ cần Thủy được cái sự giúp đỡ của cái ông Đài Loan mới này nè, hoặc là Thủy có bầu với ổng, hoặc là Thủy được đi Đài Loan. Người này chỉ là người cò thôi nha, chứ người ta cũng phải là gì ha, mình không hiểu chữ đó lắm. Thì họ chửi Thủy, họ nói rằng là họ đã đi tìm người từ mấy tháng trời nay rồi, thế này thế kia thế nọ tùm lum, công của họ bây giờ có người mua rồi Thủy lại không bán, rồi Thủy này nọ, cái họ bắt Thủy phải trả tiền. Thủy nghe Thủy cũng giận nữa, nhưng mà sau đó thì Thủy nghĩ lại, chắc đúng, mình không muốn bán mình phải báo cho người ta biết. Bây giờ mình giao cho người ta rồi, giờ người ta công trình người ta bao lâu nay người ta tìm được rồi, cái mình lại không bán. Cho nên là Thủy mới nói rằng là thôi em gửi anh. Thủy nói cái số tiền lúc đó trị giá khoảng được 1 chỉ vàng á, ông cha không chịu. Ông cha nói á, bây giờ tính chung luôn với căn nhà dưới, bán được căn nhà dưới luôn là ông cha lấy 1 cây vàng. Thủy nói 1 cây, ông giết người hả? Rồi ông cha nói thì coi như 2 căn. Thủy nói không, vậy khỏi bán luôn. Rồi Thủy nói chữ khỏi bán, thằng chả chửi lên, thằng chả đá này nọ cái bàn gì tùm lum tà la chưa. Thủy nói mấy thằng này thật sự nó là cái dân gì đâu, nó mất dạy. Mình chỉ nói vậy thôi à, mà nó gần như là muốn phá cái tủ của mình ra luôn à. Tại đứng ngay cái tủ bánh mì mà các bạn, chả điên lên chả đá vô cái tủ. Cái Thủy mới nói là bây giờ bán được bao nhiêu, ông ăn bao nhiêu phần trăm. Thì ông nói lúc trước ông đã nói ăn tới 30%. Thủy nói trời ơi, sao lúc đó tôi không có nghe rõ mà, ông đâu bắt tôi ký giấy gì đâu, nhà tôi bán ông bán 30%, bộn điên hả? Rồi Thủy nói tôi không bán. Thủy có nói với lại chị Kiều với chị Loan á, em á, là tại vì em bị ám ảnh cái căn nhà đó, chồng em nó như vậy thôi. Nếu mà chị Loan với chị Kiều á mà muốn á, thì em để lại cái căn nhà trên để cho hai chị kinh doanh buôn bán. Tới khi nào mà hai chị không buôn bán được nữa thì kêu người ta bán căn nhà này cũng được. Còn căn nhà dưới hai chị để ở luôn đi, thì ở chung với em, nhưng mà chắc là em sẽ đi thuê một chỗ khác em ở. Hai chị cứ ở đây đi, nhà cũng vẫn còn là nhà của em. Vì Thủy nghĩ không được như vậy các bạn. Và chuyện gì sẽ xảy đến với Thủy, may mắn hay không may mắn, sóng gió, phong ba bão táp đến, hay là sự bình yên, giàu sang phú quý đến, các bạn cho CC một lời bình luận. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye, I love you.